bông to các bạn. Ui to chứ này, to chứ này. Hello, chào anh em nha. Chào các bạn nha. Hôm nay anh em mình đi khám phá cái hồ này mới tạc đó mày. Đây, cái hồ mới tạc con càng này mà xuống ngon đấy. Mình nghĩ là sẽ trùng cãi mà. Đấy, đó, mới tạc càng này, rút phim này, đó, nội luôn này. Đi rút phim anh em mình không ăn đấy. Cả rút phim không? To đi. Rút phim. Đó, cả nội lắm này. Đó, cả nội lắm này. To không thôi. Đó. Mà cả nhiêu? Ừ. Có bông các bạn. Có bông này. Có bông mấy các bạn. Cái sớm các bông. Các bông có sớm nhiều lần chúng là cả là học cỏ nó đốn vô đi. Hai cái bông các bạn. Anh em mình ngày hôm nay chắc chắn là kiếm được 5 cân cá. Các bông thôi nha. Về cả mắt thì cũng càng ngon thôi. Cả đó phi anh em không lại. Cả đó phi anh em này này. À lương còn lương này. Bắt lương rồi nè. Đến này. Thấy chưa? Phải không? Thấy cây đi. Các bông nó đối lên. À, bà càng nha, con miệng thôi, vùng nhỏ thôi. Xuống thao mà lượm nè, cá nó ăn cá này. Cá nó phải là trắng nữa. Bốn. Nhiều lắm nó mới, nó phải bỏ đi. Có bốn. Phải nhiều lắm. Có bốn. Có bốn. Hai nó phải đi. Có ngang ngang. Ngang ngang nè. Nhiều lắm nè, để mình xuống, mình phùi bằng... bắt cho nhanh thôi. Nhiều lòng thì chú anh em xong anh em mình sẽ review bàn sang thành quả anh em. Ai anh xin đặt xuống đó các bạn. Ai. Đúng lấy cá quá nhiều lắm bạn ơi. Chứ anh em mình. Ai tao cá to bạn ơi. Một hồ cá luôn nha các bạn. Ai. Một cái bụng các bạn. Ai. Ai. Chắc là cái bớt lắm mà, kêu lắm, có lương mà, bớt lắm mà. Bây giờ cá luôn các bạn. Có lòng nữa các bạn. Rất nhiều luôn các bạn ơi. Phi nhiều lắm. Bây giờ mình muốn là cá luôn, khô cá luôn. Phi này, đôi cà phi bơ này. Phi. Cho gòn bớt đi. Đây, cái tảo các bạn. Thấy không ạ? Đây. Đủ một thập cầm cá luôn. Đây, cá bụng các bạn. Đây thịt cá nó ơi. Đi đi kêu. Em phải cá này, cá mà dạng bơ này. Cá mà từ ngộm đâu lên cho nè em bắt luôn nghe các bạn. Cá chứ đi lượn đó nè. Ừ. Nó đông. Nó phi rồi xin. Phi này. Ui cha là cá phi các bạn ơi. Tôi một chỗ đi. Có cá ngang nha các bạn. Đây, cá ngang. Tôi phi là lượn một tay đó nè. Được mấy không hết mà. Anh em mình tan phát cái phụ này cả ngay lại các bạn em. Anh em ngay lại hết. Anh em mình phát hiện quá sớm. Nay không mình hay trưa nay phải ra này. Anh em mình rình bữa chứ hơi lâu đấy chứ này. Mình mong mỏi. Bông có bông. À có bông. Đây có cái măng cái chảo mình được các bạn ạ. Chà là cả phi một biển anh em. Anh em mình lấy các bạn. Đây. Biển cả phi. Ai tiệt thất cầm cả. Cả từ ngoài lên bơ luôn các bạn ơi. Nè mấy không đồng đại chứ từ ngoài. Đây. Cả đó từ ngoài lên bơ hết luôn. Cá sơn. Sơn. Ui cá sơn to chứ này. Có bông kính đó này. Đến bò bực cả đó phiên bò này nè. Trong dĩa bắc nè. Con mày càng ngon đấy á. Không cầm ăn luôn. Này em tan phá cái hôn đi luôn xin hay. Bắt sẵn luôn. Không còn còn vậy. Thành quả của này mình bắt thôi chứ à. Hơn tiếng rồi xin hay. Đây hơn tiếng quả. Hơn tiếng luôn. Cả đó phiên nhiều lắm này. Nhiều vô sụp kề luôn. Mặt mãi thì đúng vậy nghe xin. Bố lúc mãi một con mãi đôi cho gòn để bắt cả khác. Mà quá nhiều ấy. Nên là chuyện tất cả lúc đi luôn. Chuyện thân cả phí.
mệt luôn. Mẹ nghỉ ngơi đi. Bắt hồi chữa này mới bắt hơn 1 tiếng nữa các bạn ơi. Bắt tiếng trả với dạ chi vậy? Cua này. Cua đó các bạn ơi. Rào. Nó phi, nó phi, nó phi. Có mảnh cà mắng. Nó có cua mềm luôn. Nó ghi chữ cua mềm luôn. Có tôm cua gì ra mày đứa. Có chiên hả chiên? Con này. Bụng các bạn ơi. Bụng nước. Đã chưa? Chưa bắt được cái bụng to các bạn. Ui to chứ này, to chứ này. Cái bụng to, 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 to. Đây, đây, đây. Ui, cái bụng. Cái đuôi nữa, cái đuôi, cái đuôi nữa thôi. Cái đuôi này. Đây, đây. Tôm này. Cái bụng to, cái bụng to. Con cũng hiểu rồi. Đây đâu, chúng mình, chúng mình. Đây, con cũng hiểu cực kỳ to luôn anh em. Trời ơi, đây. Bụng to, bụng to, bụng to. Đây. Thêm, à, trời ơi, con đi lừa. Cho là cà bông. Ui. Tụng mày nó con xa ơi, bụng to các bạn ơi. Trời ơi. Quá sướng luôn các bạn ơi. Ơi, bảo bảo vi, bảo vi. Lưng ngọc tiếng anh em mới thấy luôn nha các bạn. Hay bụng. Trời ơi. Quá ngon luôn, quá ngon đi. Tụng mày luôn. Một giang cá luôn nha các bạn. Đây. Cá là một miếng cái miếng mông luôn. Đây. Em mới thử có con một không nữa. Này mê mời. Tụng hán cái bụng thêm một cái đùi cực kỳ to luôn anh em. Trời ơi. Cả phi này. Này. Chuyện chương cả phi luôn anh em. Đây. Đây nữa. Cả một bài đã phi luôn các bạn ơi. Này mê lại coi. Này, một cái bụng vương. Chiều xe ông anh đi bắt rất hay các bạn. Rất giỏi luôn. Một cái bụng. Ông trùm đồng lời vậy. Ung chung nung lai ngay mọi người xem clip ung chung nung lai slow hôm nay nha các bạn. Nóng bộ ngược dòng ngon ngục. Đặt xe ao vừa. Ba chứ đặt xe ao lực keo phục cuối các bạn ơi. Lực keo phục cuối. Hiểu xe ao rất cay cụ nhưng vẫn chưa thua. Giờ này mình về cho anh các bạn. Đây. Này mình làm bước tiện về cho anh nha. Mặc cho anh dọc và chưa dọc nha. Trời cho mấy người làm việc nghỉ ngơi đồ. Trời đồ năm hiểu không ạ. Mệt luôn. Chị đây ai mệt mà. Chơi nặng nặng anh em mình. Đi 12 giờ. 2 giờ anh em mình đi mua cá sơ tua ô quăng này. Này, bạn đang rửa tay chân. Này. Tới 12 giờ mà anh em mình đi ra cá. Nặng nói cực khổ. Nếu mọi người thấy hay thì để like, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình các bạn. Ai mình hút rồi có bắt cái miệng tôm mà không quay nữa. Ừ. Không lương được. Miệng lương. Bữa nay mới có bắt được mỡ lương, ít lương, ít lương, ít mảnh tôm mảnh được. Bữa nay mình không quay. Nay mình cũng quay. Mà ai ngờ tới được khá thì bất ngờ. Là anh em ơi. Tôm mình lương này. Đây, mảnh hai tôm. Ít rồi, bắt lại lại. Bắt lại lại nè. Đó, đây. Tôm nữa này. Hai tôm nha các bạn. Đừng tôm. Tôm mì luôn các bạn ơi. Ừ, mảnh lương nữa. Các bạn nữa. Đó, số cái bọn anh em đem về cho anh em ăn không hết, anh em mình gì đó lại miếng to thôi nè. Đây. Anh em mình ăn toàn đồ nhất lắm nha. Đây, tôm to này, lương này, cá đổi này. Cá mắng này. Ừ, có muốn lại để tráng anh em mình sẽ đem nướng, nướng ta cho này, đó. Cho nó dập nhưng mà này vẫn trưa lại nha, để vô nghìn nghìn thì nặng lắm mà. Anh em mình ngày hôm nay công trình người ta không làm, anh em mình tận dụng đó. Anh em mình sẽ nướng ra ăn ở đây. Rồi ngày nào người ta làm thì anh em mình cũng không có cơ hội để vào nữa. Còn em này nó đặt ra nữa này. Kim tay này. Tăng, hiểu xeo. Hiểu xeo nhá. Ờ luộc đến một nửa nữa mày. Trong một đạn này mày bộ. Anh em mình sẽ nướng cho review bằng sáng á. Mời anh em đón xem tiệm ơi. Rồi anh em mình sẽ ăn một mỡ cá to em nhá. Đó. Nè cá bổng anh em một vị chất lượng nè, gần chín rồi. Anh em mình sẽ vào chòi ăn nhá. Chòi ngắm đây công trình người ta nghỉ. Rồi anh em mình ăn, anh em mình chưa ăn miễn nè, mắc quá nhiều nè, một bực này. Kéo ra coi cá kìa, hiểu hiểu. Dỡ dỡ bên coi này. Đó cả các bạn xem này, đó cả một phượt đó mày, cá to các bạn, mưa cá to coi, đó cả bằng to lắm nha, ăn cả đại. Anh em mình đường sau, anh em mình sẽ vào cho ăn review bạn xem. Để đạt mà luộc một cái ngồi nữa này, gần chín rồi, thơm không? Thơm, thèm nữa các bạn. Ăn thấy ăn thèm, đã. Đồ tăng đồ chất lượng lắm nha, toàn đồ chất lượng, anh em hôm nay trúng mạnh. Ngày thì ăn cả phi đồ sạch sẵn, ngày thì dư dả anh em,
Thì cuộc sống này là hên xui, đi làm hên xui nó ngày gọi không. Và tất cả cảnh quay của anh em mình đều là thật lắm nha. Không phải là anh em mình dàn những tất cả của anh em bắt của tự nhiên đó. Rồi ngày anh em mình trùng mạnh thì anh em mình an toàn đúng không? Còn ngày anh em mình không có thì anh em mình ăn cả rô phi. Lên vô xuống chỗ nữa được. Đó, thành quả năm 9 ngày. Ừ, nướng nó ươm ngon này. Thôi bằng nhỏ ăn hay ăn review cho bạn xem. Cái đồi này, ăn cái đồi đã, ăn cái đồi này. Ôi giời, cái đồi này. Đấy. Mở bằng nha. Mở cái bằng của mình nha. Ừ, từ đó. Bài miệng to ăn luôn đằng đó. Nghe em nghe nay mình trùng mạnh ăn thoải mái. Miệng thì to ăn sự. Ừ. Mở cái bài cái bụng nha. Dạ, trắng ngon. Ngon. Ừ. Có được vơi luôn. Ngày hôm nay anh em mình trùng mạnh á. Quá sướng nhỉ. Dạ. Ừ, béo quá. Mà tại vì hụt cái hồ này, hụt hồ để đắp công trình này. Còn càng nữa anh em mình bắt mà trùng á, còn thường đi mò thì không có ấy. Ừ. Đi mò thì không có nhiều như vậy. Dài. Ngọt béo 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 bắt được có béo gì có. Ngon. Ừ, cái đuôi thì rất béo, bộ nướng thì quá tiểu này. Mình trước đó mình có cái liệp bắt một cái đuôi anh em mình nướng ăn ngon. Ừ, xin phan cho bằng này. Ừ. Ừ. Ăn lươn đi, lươn đi, lươn có lươn đi. Đó. Thử miệng lươn không bạn ơi? Thử miệng lươn là chú đội trường làm miệng lươn này. Dài, trời là dài lắm ơi. Thêm cái dài. Mặn mặn. Còn hỏa quá. Thôi hiểu. Mấy cái bán lươn nha. Mấy bán nha. Mấy bán cái đội nha. Ừ. Thịt dài cái gì sướng quá. Đang làm miệng tôm to to nè, đó, miệng tôm to nè, đó, tôm nhất nè, tôm to dữ đấy, đó. Trên lưng. Đó, anh em ban ngày vẫn tôm to này. Ừ. Yeah, tôm nhìn như đã luôn ơi. Bè ngán luôn. Đó, cầm chậm luôn, cầm càng ngán luôn, cầm được, cầm được chậm luôn, lột đó. Ừ. Ngày nay anh em trùng mạnh mà, anh em ăn hết nhiều lắm, còn một vượt nữa mà, anh em mình ăn cho bứa luôn nghe. Quá đã tuyệt vời. Đó, lúc ăn cái bóng này. Đó, cái bóng to này. Hiểu con tôm này, tiếng tôm này. Đó, cái liệu này mình... Ừ, cái liệu này mình cũng dài rồi. Cái liệu này mình cũng rút ở đây thôi. Nếu các bạn thấy hay. Để lại cho anh em một like, chụp like, đăng ký kênh và nhận lần trước thông báo sớm nhất nha. Nhưng thông báo sớm nhất tới 8:20. Và bây giờ chào các bạn nha. Bye bye.